Dạ rồi, tiếp tục video buổi chiều của em ngày hôm nay là lên lúc có 6 con OB anh chị, 6 con OB nhỏ nha. Nhỏ là so với nhỏ con lỡ anh chị. Còn con lỡ lớn anh chị, lớn ở tầm cũng khung này tầm 14 15 tháng anh chị. Đó, đáng quay sau cho mình nha. Nhỏ thì có con đính trắng đuôi trắng anh chị. Con này mẫu mã rất là đẹp, bóng 7 bò lắm anh chị. Đó. Con này tầm 1m1 anh chị. Rất là đẹp luôn anh chị nha. Con này 1m1 nha cô chú. Đó, tướng tá lông da là bóng rất là bóng luôn cô chú nha. Đó. Chiều hôm nay là 24 tháng 7 nha cô chú. Đó, 24 tháng 7 nha. Đó. Con tướng tá rất là khéo bò cô chú nha. Đó. Đó cô chú mình thấy nha. Con này khéo mỏng tăng. Lông da nhiễm bức mỏng tăng bóng 7 bò cô chú. Đó. Chiều cao con này 1m4 con chú nha. Con này 1m7 bò con chú nha. Đó, cùm chân xương bò nha. Con này đính trắng, đuôi trắng lan lượn nha cô chú. Đó. Nó ngồi xuống quay cho mình dễ dòm nha. Đó. Cô chú mình cứ nghe kỹ em báo chiều cao nha cô chú nha. Đó. Chiều cao khung giá cái phí nha. Đó, cô chú mình nghe kỹ nha. Con bò đầu tiên là 1m7 nha cô chú nha, chiều cao 1m7, em đo ngay sái nha cô chú. Còn đo giữa lưng là 1m1, cô chú mình nghe kỹ nha, đo ngay trung tâm sái là 1m7 nha cô chú ha. Tướng rất là đẹp nha. Con này có giá 17,5 triệu ha, 17,5 triệu nha cô chú. Cô chú mình ở khu vực Củ Chi thì mình chốt con này thì ba khu vực Củ Chi nha. Còn mình muốn bắt chung với mấy bộ kia luôn thì mình bắt nha. Nói chung báo trước, báo riêng con này cho cô chú mình dòm nha. Dàn đồ đích đồ tướng rất là khéo nha con chú. Tại nay không có bò ráp, nay về bòn bò cũng không có điều bò của chú à. mười bảy triệu năm trăm cho con đầu tiên nha con chú. Lòng da những mức khung tháng tầm bò này cũng 7 tháng con chú. Đó, có cặp kế tiếp, cặp kế tiếp thì hơn 7 tháng con chú. Cặp kế tiếp là con này này cô chú. Con này rất là nù bò, con này cứng 1m1. Con này 1m1 cô chú nha. Đó. Con này 1m1 bò cứng. Hay con này thí độ 1m1 nha. Con sừng sừng này cô chú nè. Đó, con lú lú cặp chốt thôi. Chừng lóng tai cô chú. Con này bò khung nha. Khung con này nói chung là nó mới tách mẹ ra cô chú nha. Rõ bò cô chú ha. Da được rất là mỏng cô chú. Con này dần nói chung nó đói bò ha, rõ bò rồi. Đó. Con này thì mét tầm 1m09 đó cô chú, thiếu độ 1m1 nha. Đó. Con này 1m1 cứng, con này độ lực cô chú. Con này dàn đít đó nè. Đi ra con. Đi ra. Con này nâu nâu cô chú nha. Nó tầm bò này chưa có tụt lông nào, lông cào hết đâu cô chú nha. Đó, cô chú mình xem kỹ mình chốt nha. Đó. Con này tướng tá rất là khéo nha cô chú nha. Xương trụ đồ thẳng đứng, xương lớn cô chú ha. Đó. Khung sát này tầm này cũng cỡ tầm cũng gần bò nhất cô chú. Con này nè, cái mẫu xương thôi. Nói chung cái khung á, khung với lại cái tả đích này cô chú mình dòm thấy không? Hai con bò nó mẫu pin nó lực cô chú ha. Còn tầm bò này tầm bò nhì ha. Mẫu này thì khá rồi ha cô chú ha. Xương trụ thì con này nó lực hơn, nó độ hơn con chú. Đó, dàn giái đủ hai hòn nha con chú. Đó, dàn xương trụ cô chú mình dàn thấy không? Chỉ thua là những con mẫu con mẹ rách ba đẻ ra thôi ha. Còn ngoài ra là mẫu xin đẻ ra thì xương về là nó tầm là cũng cỡ khá lắm rồi nha con chú ha. Khá lắm rồi. Đó. Tại những con mẹ rách ba đẻ ra nó xương lớn lắm con chú. Cặp số 2 ha. À, cũng như là con lẻ cặp mẹ. Rồi cặp này có giá 36 triệu cô chú nha. 36 triệu nha. 36 triệu cặp này nha cô chú. 36 triệu kèm theo phí nha. Đó, 50 cây số ha. Đó. Thì cô chú anh chị mình bắt bô hai con này hoặc hai con này, bốn con cũng được nha cô chú nha. Đó, thì để em quay luôn hai con đó nha. Hai con đó một con đen bông và một con bông búa tiêu cô chú ha. Hai con đó mẫu thì pin rồi ha. Mẫu rất là đẹp. Để em sáp giùm quay cận kẽ cho mình dễ nha. Đó, lông da lưng cô chú nhận lưng thấy không? Đó, da lưng đồ rất là hở cô chú ha. Đó.
quay xa quay gần cho mình dễ dòm nha. Đó. Đúng, con này rất là hay, kéo lắm một chút ha. Con đuôi trắng thì da mỏng nhưng mà độ cô chú mình coi kỹ nha, coi kỹ cặp su ha, có cặp mà cặp này mình chốt nha, giá 36 triệu nha, phí âm 50 cây số nha cô chú ha. 50 cây số ha cô chú ha. Dàn xương trụ con nào cũng khá to cô chú ha, khá to khá lớn luôn ha. Rồi, để em quay tiếp cặp số 2. Cặp số 2 đang bông nha cô chú. Đang bông nâu nâu cô chú nè. Ôi con này cái đòn. Con này cái đòn. Cái đòn rồi nói chung nó đặc bò lắm cô chú. Con này nè. Con này chiều cao là 1m1 cứng có thể dư nha cô chú nha. Đó cái đòn đó nè, để em đi ra xa quay cho mình dễ nè, đó. Con đang bông nha cô chú nha, đó. Tướng rất là chặt, rất là bò, nói chung là nó đặc bò cô chú. Dàn đít nè, ôi dàn đít rất là nâu luôn cô chú thấy không? Dái đủ hai hòn cô chú ha. Rất là mỏng, rất là mỏng da luôn cô. Mỏng da lông, lông mà lông sát luôn cô chú nha. Con này ha. Con mũi tiêu này thì nó ngoài 1m1 cô chú. Con mũi tiêu này nó rơi vào khoảng 1m13 cô chú, cái da lưng nữa nè. Mũi tiêu này nó lực, nói chung hai con này thì nó nghe thì chung mà bắt chung báo giá chung cho mình dễ nha, chứ không phải là dạng sứng bò nha cô chú. Mỗi con mỗi kiểu. Dòng này thì nói chung mình lựa khung với là nói chung là nửa nó ra bò, không cần phải sứng cô chú nha. Con đang bông cái đồ quá rồi, cái đồ cấp mình nó lăn cô chú ha. Con này thì cấp mình thùng ha, cấp mình dạo cô chú. Bò này bản F1 không nha cô chú nha, không có cái nào F2 không này nha. Đó, bản F1 không. Thì con này mình ai không biết cái nón bò này F2, thì con này có cái gu của cô chú không? Đó. Cái gu nó dồn lên cái cổ lớn, đầu con này không có sừng luôn cô chú. Đó. Con bông mũi tiêu nha. Đó. Cô chú mình xem kỹ cái mẫu này mình bắt mà liên hệ với em. Ồ, con mũi tiêu này nó dai nè. Còn do cô chú. Đầu cổ không có sừng luôn. Đó. Rất là khéo nha. Rồi. Cặp bông luôn, cặp bông này có giá 39 triệu cô chú nha. Đó. Cặp bông có giá 39 triệu nha. Mẫu này thì cô chú mình dần sơ biết nha. 39 triệu kèm theo phí 50 cây ha cô chú ha. Đó. Thì cô chú anh chị mình chốt 4 con thì tầm 100 cây nha cô chú, 100 cây nha. Đó. Nó thì báo giá cho mình vậy nha. Đó. Con này là cứng 1m1, còn con bông mũi tiêu là 1m12, 13 cô chú nha. Cô chú mình cứ nghe kỹ nha. Nghe kỹ em báo cái chiều cao cho mình nha. Rất là khéo, dễ giặt bò lắm cô chú nha. Con này đít đó đây. Đít nó săn cón một chút này nè. Săn cón bò. Đó cô chú anh chị mình gần xa mình xem kỹ mình chốt nha. Đó. Con bông mũi tiêu này thì khá đẹp rồi ha. Buổi chiều bắt rồi. Rồi nó cắn đau quá. Con này cái bản khung là lớn con cô chú nha. Lớn con, nói chung là bốn con một dây này, khung này toàn là mẫu này cũng khá không nha cô chú nha, khá không nha. Đó. Để em ra xa quay cho mình, đứng xa dễ nha cô chú ha. Đó, con mũi tiêu đứng khoảng cách tầm cũng cỡ 3m mấy 4m nè cô chú. 1m12, 13 bò nha cô chú nha. Dái đủ hai hòn nha, chân cẳng đi đứng đồ hoàn thiện nha cô chú. Móng rất là gọn luôn nha, không có móng là móng vừa, không phải là móng dép nha cô chú, móng sò hết ha. Dạ mỏng đây ha. Chân trụ thẳng luôn chú ha. Con này cũng bông hết luôn ha cô chú. Đang bông và bông mũi tiêu nha cô chú nha. Cặp này có giá của em là 39 triệu nha cô chú ha. Đó. Phí em 50 cây số nha. Đó thì cô chú anh chị mình coi kỹ là mình chốt nha. Rồi để em báo cái con bò lẻ cô chú nha. Con bò lẻ này chiều cao là 1m23 nha chú anh chị. Đó. Con này cũng là bông mũi tiêu luôn. Đó. Bông mũi tiêu hơi anh chị. Cũng có bông lừa anh chị. Con này khung tháng này nó tầm khoảng cỡ 14 15 tháng anh chị. Bò này thì có em rồi. Có em hết rồi. Mới thay cái già anh chị.
mới thay dàm thay dây cổ đây. Con này thì ăn rất là dễ ăn là cô chú anh chị đó. Con này dạng đít đồ cũng nói chung là nó đặc lư cũng bò cô chú. Cổ thì cổ ngắn nè, con này cổ ngắn cô chú, cổ rô á, cổ rô mà cổ ngắn nè. Con này mình nuôi tầm khoảng rất đôi răng, cổ nó quay là không được đâu con này. Cấp mình nói chung là cấp mình bò này thì nó nghe nó cũng không phải không phải là lăng quá mà cũng không phải là dạng mà thùng quá cô chú ha, nó vừa vừa thôi, nó tầm vừa vừa bò ha đó. Mà cấp mình thì cũng nhẹ nuôi luôn cô chú ha, cấp mình thì rất là nhẹ nuôi luôn đó. Nè đó. Chắc cột đây quậy hăng để em quay cái da cho mình dễ nha. Dai cũng nói chung là bò mẫu xin để ra da thì tương đối thôi chứ không phải là dạng mà hở như mẫu F2 nha cô chú. Mình nuôi thì dai nó mập lên thì cái dai nó mập lên nó hở hơn ha. Đó, da thì quay tương đối cho mình nha. Cái dàn khu đê rất là lực luôn cô chú ha. Đó. Dai đây ha. Đó, cô chú anh chị mình thấy con lẻ này mình nghĩ mình liên hệ với con lẻ này nha. 1m23 bò của cô chú anh chị nha. 1m23 ha. Rồi báo giá chốt cho mình luôn 24.500 cô chú. Đó. Giá bán nha cô chú nha, giá bán nha, kèm theo phí nha. Cũng vẫn là con lẻ này, cũng vẫn là 50 cây quay đầu ha. Đó, là giá bán của em nha. Đó, giá đó là nói chung là giá bán cũng không bớt cô chú nha. Đó. Tại báo giá sát cô chú nha. Đó. Kèm theo tiền phí anh chở nha. Tầm 14-15 tháng con chú nha. Đó, dàn đít rồi, nói chung đóng cũng đùi cũng sâu nha con chú. Bò tại chủ cũng chưa có dỗ nhiều thôi con chú ha. Chưa có dỗ nhiều thôi. Cô chú anh chị mình nghe kỹ mình chốt con lẻ này nha. Đó. Đó, đứng xa tầm 3-4 mét nha con chú ha. 3-4 mét nha. Đó. $24.500 nha cô chú nha, kèm theo phí 50 cây quay đầu nha. Con này tại vì nó đòn dốc nó có, mình nhìn cái cổ nó ngắn cô chú nha, cổ nó ngắn mình nói nó ngắn đòn. Con này cổ có khúc, con này mà dương cổ được cái nó dài, bò đòn dốc, nói chung có rúng có yếm cô chú anh chị nha. Bò này nó nuôi nó nở ngang ra này, cấp mình nó lại ngang rã ngang nhiều lắm cô chú, chứ không phải gì, tại vì bò này cũng thiếu nuôi ha. Cô chú mình dòm sơn mẫu bò này mới chú nuôi ha. Đó, cái dàn đùi dàn mông anh chị không, đóng cũng sâu nha. Đó, đít đồ lúc cô chú ha. Đó. Đó thì cô chú anh chị coi kỹ nha, con bò nhỏ này với đây năm con bò nhỏ ở đây nha. Đó thì mình coi thấy nghĩ mình liên hệ với em buổi chiều ngày hôm nay anh chị nha. Đó. Con này 17.5 triệu, cặp này 36 triệu, cặp kia 39 triệu ha anh chị. Đó. Cô chú anh chị mình xem kỹ nha, liên hệ với em nha. Rồi. Cũng đừng quên cho em lượt thích nha cô chú, lượt thích được đăng ký kênh nha cô chú nha. Đó. Tại vì qua em đăng mấy một cái xin rất chiều á, rồi cô chú anh chị mình mới nhận hồi xế rồi, cho nên nói chung nhiều lúc mạng nó có hồi nó cũng hơi yếu á cô chú nha. Đó, cô chú anh chị mình thông cảm nha. Thì bữa có đăng lên cái chút xíu con anh có người họ nhận được cái họ chốt á, cái qua ngày hôm sau họ mới điện nói ủa sao cái nó mới gửi vô tôi mà sao bán lẹ vậy, cái em nói chị lúc nó kẹt mạng hay gì nha cô chú anh chị mình thông cảm nha. Đó. Tại vì em đăng lên rồi thì người nào nhận cái mạng thì nó bên đó cái mạng nó mạnh, sóng nó mạnh á, mình nhận nó lẹ cô chú ha. Mấy bữa nó cũng là chậm thôi, thì cô chú anh chị mình coi những con mẫu nào mà thích liên hệ với em nha. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều nha.